chẳng thấy nhãn xứ có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ có chứa nhóm, chẳng thấy nhãn xứ có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ có ly tán. Như thật quán nhãn xứ là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy sắc xứ thật có thành tựu, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ thật có thành tựu, chẳng thấy sắc xứ xanh, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ xanh, chẳng thấy sắc xứ diệt, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ diệt, chẳng thấy sắc xứ là loại tăng trưởng, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ là loại tăng trưởng, chẳng thấy sắc xứ là loại tồn giảm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ là loại tồn giảm chẳng thấy sắc xứ có chứa nhóm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có chứa nhóm, chẳng thấy sắc xứ có ly tán, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có ly tán. Như thật quán sắc xứ là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán thanh hương vị xúc pháp xứ là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy nhãn giới thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới thật có thành tựu, chẳng thấy nhãn giới xanh, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới xanh, chẳng thấy nhãn giới diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới diệt chẳng thấy nhãn giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhãn giới là loại tồn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới là loại tồn giảm, chẳng thấy nhãn giới có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới có chứa nhóm, chẳng thấy nhãn giới có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới có ly tán. Như thật quá nhãn giới là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quá nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại, chẳng thấy sắc giới, thật có thành tựu, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới, thật có thành tựu, chẳng thấy sắc giới xanh, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới xanh, chẳng thấy sắc giới diệt, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới diệt, chẳng thấy sắc giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy sắc giới là loại tồn giảm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới là loại tồn giảm, chẳng thấy sắc giới có chứa nhóm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới có chứa nhóm, chẳng thấy sắc giới có ly tán, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới có ly tán. Như thật quán sắc giới là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán thanh hương vị xúc pháp giới là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy nhãn thức giới thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thật có thành tựu chẳng thấy nhãn thức giới xanh chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới xanh chẳng thấy nhãn thức giới diệt chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới diệt chẳng thấy nhãn thức giới là loại tăng trưởng chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là loại tăng trưởng chẳng thấy nhãn thức giới là loại tồn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là loại tồn giảm, chẳng thấy nhãn thức giới có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có chứa nhóm, chẳng thấy nhãn thức giới có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có ly tán.